Vừa rồi thì thầy đã chỉ cho các em xong lý thuyết của bài giảng về quá trình đẳng nhiệt định luật Boyle-Mariotte. Qua cái lý thuyết đó, thầy đưa ra các em một vài chú ý, những cái vấn đề cần quan tâm và đặc biệt chú ý trong định luật Boyle-Mariotte thể hiện quá trình đẳng nhiệt. Với một quá trình đẳng nhiệt có nghĩa là nhiệt độ không thay thay đổi đấy, đúng không ạ? Nén đẳng nhiệt hay đúng nhỉ? Thì lúc đó áp suất sẽ tỷ lệ nghịch với thể thể tích, đúng nhỉ? Nhớ những điều đó thầy nhé. Hay tích P nhân V sẽ là một hằng hằng số. Để minh họa rõ hơn cho phần lý thuyết đó, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào các ví dụ minh họa của bài ngày hôm nay. Ví dụ số 1. Trong các đại lượng sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của một lượng khí? A. Thể tích, B. Khối lượng, C. Nhiệt độ tuyệt đối, D. Áp suất. Nhớ cho thầy, cái thông số trạng thái của một lượng khí có 3 thông số: nhiệt độ, thể tích và áp suất. Như vậy thì thằng không phải ở đây chính là thằng khối lượng. Quá dễ, đáp án B. Đó, nhớ nhá. Thông số trạng thái của một lượng khí gồm có nhiệt độ, thể tích và áp suất. Nhớ bằng đó thầy nhá.